Quỳnh Phạm xin gửi lời chào tới toàn thể cô chú ba anh chị em đang xem video của em ngày hôm nay. Dạ vâng, hôm nay cơ sở kinh doanh của em đến với tất cả quý khách hàng thì em đem đến một cái sản phẩm rất là mới để phục vụ cho tất cả quý khách hàng trong quá trình chúng ta đi săn bắt đấy ạ. Và cái sản phẩm em muốn chi tiết của ngày hôm nay đó chính là cái dòng này chuyên dụng là dòng hay còn gọi có tên là dớn đấy các bác. Đối với sản phẩm này, dớn này để chuyên dụng để bắt tôm, cua, ốc, ếch, cá, nói chung những cái loại mà thủy sản các bác sống ở dưới nước ấy. Những cái sản phẩm dớn này giá thành rất là rẻ và quan trọng hơn nữa hiệu quả kinh tế rất là cao. Nhất là các bác nào mà chúng ta hay thả ao, hồ, sông, suối, ngòi ấy các bác, thì chúng ta chắn những cái này thì rất chi là hiệu quả. Như các bác có thể quan sát ở đây, cái mẫu dớn này toàn bộ chất liệu của nó là lưới cước các bác nhá. Cước rất là dày dặn và mắt của nó siêu nhỏ luôn. Hàng này thì bao cho các bác bắt từ tôm, cua, ốc, ếch, cá đủ các loại luôn. Và quan trọng hơn nữa, bề của nó là em sẽ báo kích thước này của nó, độ rộng của nó đó chính là 2m và dài của nó là dài 5m các bác nhá. Đối với sản phẩm này các bác có thể quan sát thật kỹ đem quay gần cho mọi người xem này. Đấy, mọi người nhìn thấy không? Có hai cái cọc hai bên để cắm xuống này và có hai cọc hai đầu nữa. Đấy, đối với sản phẩm dớn này thì các bác khi con mồi nó chui vào nó sẽ cứ chui vào cuối túi thôi là nó sẽ không thể ra được, từ con nhỏ nhất các bác nhá. Và em quay gần này mọi người quan sát này, nó ra toàn bộ cái xương của nó nên em sẽ đi chỉ cho mọi người xem này. Cái xương của nó toàn bộ xương sắt hết và bọc nhựa hết mọi người nhá. Đây, toàn bộ cái xương này các bác này, xương này của nó là xương sắt và bọc nhựa nhá. Bọc nhựa để cho chúng ta là dùng sau một thời gian dài nó sẽ không bị han gì mọi người. Và toàn bộ lưới cước của nó độ dày rất là cao và bền. Cái này sản phẩm cước này thì bao các bác đánh luôn, đánh luôn chúng ta chán thì bỏ đi thôi, chứ còn để mà nói về hỏng thì giờ hầu như là rất ít hỏng mọi người nhá. Đây các bác có thể quan sát thật kỹ đây, toàn bộ cái xương này này mọi người nhìn kỹ này, cái xương này toàn bộ bọc nhựa hết nhá, cho nên là khi chúng ta thả dưới nước ấy không sợ han gì đâu các bác ạ. Đấy, các bác yên tâm nhá. Và nó có 1 ô 2 ô 3 ô và 4 ô, và độ dài của nó rơi tận 5m mọi người ạ. Và sản phẩm này chỉ có giá trên 100.000 thôi, trên 100.000 một sản phẩm này thôi, và giá đã kèm cả phí ship rồi. Mọi người cần sản phẩm này hay đang săn lùng sản phẩm này, qua số ủng hộ cho em sẽ cho các bác giá cả chính xác và cho các bác xem chi tiết về sản phẩm nhiều hơn nha mọi người. Đối với sản phẩm dớn này các bác này, đi bắt cá này ở sông ngòi ao suối rất chi là hiệu quả cao. Như em đang giới thiệu ở đây chính là dòng sản phẩm 2m, ngoài ra em có cả sản phẩm 3m nữa. Và các bác cần sản phẩm như thế nào hãy kết bạn Zalo trực tiếp hai số điện thoại em luôn luôn để dưới bài viết này để chúng ta được tư vấn rõ hơn về sản phẩm nha mọi người. Và ngoài sản phẩm dớn này ra, bên em có cả lồng bắt quái nữa nha các bác. Các bác nào đang đi săn bắt đồ dưới nước thì hãy qua shop ủng hộ cho em nha mọi người. Ngoài sản phẩm này ra thì rất nhiều sản phẩm liên quan đến săn bẫy, chim ngày, chim đêm, phụ kiện đầy đủ các bác ạ. Và các bác nào đang xem video thấy hay, hãy đừng tiếc ấn cho em một chữ và đăng ký kênh nha mọi người. Cảm ơn tất cả mọi người đã xem video của em ngày hôm nay. Xin chào các bác, hẹn gặp các bác video lần tới nha mọi người.